Nếu quý vị nào biết ít thì tôi phải trình bày tổng quát. Thì tùy theo cái sự hiểu biết của quý vị về cái nội dung này, tôi sẽ có trình bày sao cho nó phù hợp. Dĩ nhiên là trong khi chờ đợi đó, quý vị có thể hỏi, không, có thể nêu câu hỏi. Có một số quý vị đã hoàn thành cái phiếu khảo sát. Bạn làm khảo sát xíu ha. Chị nào mà làm xong rồi có thể cho hay. Mình bắt đầu.
phần nhiều các bạn chưa có biết về cái nền học này. Phần nhiều các bạn chưa có cho mình chờ thêm 4 phút nữa ha, để cho các bạn làm, các bạn mới vào. Cũng có bạn mới có biết một số các cái quý vị họ nghiên cứu về triết chứ về lâm. Mình chờ thêm tí để các bạn làm khảo sát ha. Một bạn tên là Duy L vừa chưa có thích đó, nhờ bên kỹ thuật cũng hay gì. Quý vị tranh thủ làm rút rút nha. Số quý vị mới vào.
quý vị mới làm trắc nghiệm tí, làm khảo sát tí. Vâng, chào các bạn. Quý vị chờ trong giây lát để bạn mình làm cái khảo sát tí. Quý vị nào chưa làm thì có cái link sẵn ở trên phần chat. Quý vị có thể làm. Đây thì mình sẽ bàn về một cái nền học thuật. Nước chúng ta có một cái có hai cái nền học thuật, và vì vậy cho nên sự học của chúng ta nó trở nên nó đa dạng hơn, nó nhiều cái nguồn để mình có thể học hỏi và phát triển. Thì một cái nền học thuật ở miền Nam trước năm 75, mà trong khảo sát thì phần đông các bạn đều không có biết tới, thì đó là một cái sự thiệt thòi đối với cái người cậu học, với cái người mà họ mong muốn đi truy tầm chân lý, tìm kiếm những cái giá trị sự học hành mở mang trí tuệ, thì cần phải biết rõ để làm chi, để mình tiếp thu, mình học hỏi, mình trau dồi, mình làm giàu cho cái vốn liếng của mình. Thì có rất là nhiều những học giả trong cái nền học thuật ở miền Nam trước 75, sau này cũng đã có xuất bản, tái bản trở lại các cái sách vở, và hầu như các bạn trẻ khá là quen thuộc, như là Nguyễn Hiến Lê. Nguyễn Hiến Lê là rất phổ thông với các bạn. Rồi một cái người khác nữa đó là Thu Giang Nguyễn Duy Cần, cũng là rất phổ biến với các bạn. Rồi một cái tay cũng rất là nổi triết, triết đông, đó là cụ Nguyễn Đăng Thục, cũng đã có sách xuất bản, tái bản. Rồi cụ Kim Định cũng có sách tái bản, nhân dân. Thì tất cả những cái tư liệu đó đều là từ cái nền học thuật trước 1975 ở miền Nam. Và sau này thì thoải mái, cởi mở để cho cái giới trẻ đó có cái sự cầu học, thì người ta tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu thêm. Thì có tái bản trở lại khá là nhiều các sách vở. Tôi biết cũng nhiều các bạn trẻ thích thú tìm hiểu đối với những cái cây viết mà tôi mới vừa nêu lên. Thì bữa nay đó thì mình sẽ nói về cái nền học thuật này là cái nôi của những cái cây bút đó. Bên quý vị làm xong cái phần khảo sát chưa ha? Tôi bắt đầu cái buổi tọa đàm. Quý vị nào chưa xong thì cứ làm từ từ, để cái tôi ngó qua sơ sơ cái số liệu cả. Đối với cái bài chia sẻ hôm nay đó, thì tôi giới hạn lại, tôi nói về chiếc tay thôi, bởi vì chiếc đông là nó nhiều lắm. Và trong một cái bài chia sẻ như vậy đó mà mình nói luôn cả chiếc đông lẫn chiếc tay thì nó không có kịp, nó rất là nhiều. Thành ra trong cái bài hôm nay thì tôi chỉ mạn phép trao đổi với quý vị về cái mảng thứ tây ở miền Nam,
trước 1975. Còn cái mảng trước đông thì hy vọng là sẽ có một cái buổi nào đấy trong tương lai sẽ hầu chuyện quý vị. Trước đông cũng khá là sâm tụ, mà có nhiều cái sự nghiên cứu xây dựng của cụ Kim Định, cụ Nguyễn Đăng Thục không, và một số các cái ban tu thư của Viện Đại học Vận Hạnh xưa thì cũng có đóng góp rất là nhiều, rất là nhiều trong cái lĩnh vực triết đông, khá là sâu sắc. Nhưng mà do thời lượng không đủ cho nên mình chỉ ghé qua triết Tây ngó nghía anh xíu thôi. Về cái mặt thời gian đó, thì từ năm 1918 bắt đầu chấm dứt cái chế độ mà thi hương, thi hội, thi đình á, là chấm dứt cái hình thức đánh giá thi cử kiểu của phong kiến đó. Nhưng mà mãi đến năm 1950 thì mới bắt đầu có cái kỳ thi tú tài 2 bằng tiếng Việt. Cái này mình cũng hiểu, ngày xưa nó có hai kỳ thi tú tài ha, theo cái hình thức đó. Một là tú tài 1 là lớp 11, sau đó là tú tài 2 là lớp 12. Để mà đánh dấu cái sự tốt nghiệp của một cái bạn đang học phổ thông. Bây giờ là tương đương lớp 11 và lớp 12 đó. Rồi từ năm 1950 cho tới năm 1975 là 25 năm. Thì cái nền học thuật này nó chỉ tồn tại được có 25 năm thôi. Nhưng mà những cái đóng góp của nó cho cái nền học thuật á, tới bây giờ thì nó vẫn còn nguyên giá trị. Và ta có thể học hỏi, tiếp thu những cái ích lợi từ trong cái nền học thuật này để mà làm giàu cho cái vốn liếng học thuật của mình. Cũng giống như những quý vị nào mà đi cầu chân lý, tìm những cái giá trị ích lợi của tri thức thì nên tìm về 25 năm này. Nó có rất là nhiều hệ tư tưởng rồi sách vở vân 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 vân, mà sau đây mình sẽ nói về triết Tây của cái thời kỳ này nha. Về cái chủ đề, cái vấn đề tiếp theo nói về cái lịch sử hình thành triết Tây ở miền Nam. Quý vị chờ chút xíu nha, nó bị chậm xíu, đứng xíu. Tôi đã quay trở lại, mấy nay cảm quá, thành ra nói hồi không có nước là sẽ tắt tiếng. Tú tài ngang đại học không có con lớp 12 mới nói á, tú tài 1 lớp 11, tú tài 2 lớp 12. Là giờ phát lớp 11 rồi nè. Là thi tú tài được rồi đó. Tú tài có số lớp 10 hả? Không, ta chỉ có làm hai cái kỳ thi đó thôi ông ơi. Đâu mà tôi thêm tú tài không số nữa vậy. Phát giờ thi tú tài là ngõm rồi. Đời xưa nó khác nhiều lắm.
Đây là cái quá trình phát triển, hình thành phát triển của cái giai đoạn 25 năm trước đó ha. Những cái người mà đi tiên phong giảng dạy triết học Tây phương ở Việt Nam ấy, thì phần lớn chủ yếu là các ông linh mục ngoại quốc và linh mục Việt Nam. Mấy ông linh mục là cái người mà đi tiên phong trong việc giảng dạy triết học. Tại vì mình trong cái thời gian Pháp thuộc đó thì cái chương trình đào tạo của mình là ảnh hưởng rất nặng cái chương trình của Pháp. Thành ra là những cái tư tưởng triết học nó đâu có, dân An Nam mình đâu có tư tưởng triết học đâu. Dân An Nam mình là nặng gì biết không? Biết nặng Việt Nam, dân An Nam nặng gì không? Biết dân An Nam nặng gì nữa ha. Mà quý vị học quá trời luôn, mười mấy năm trời mà bây giờ hỏi lại không biết gì trơn à. Trời ơi, buồn dễ sợ chưa? Dân An Nam mình đâu có giỏi triết học. Dân An Nam mình giỏi gì? Biết dân An Nam mình giỏi cái gì luôn. Trời ơi. Sầu đời không? Dân An Nam mình giỏi văn học. Không, dân An Nam mình là giỏi văn học. Trời ơi, giờ mấy đứa này nó không biết An Nam là gì nữa. Sầu đời chưa? Ừ, nặng văn chương thi phố. Đúng rồi đó. Đó là cái mà dân An Nam của mình nó giỏi. Hiện tại có kỳ thi nào tựa như tú tài không? Không, không có. Nó tương đương là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của mình đó. Thì nó là tương đương với tú tài 2 ngày xưa. Nhưng mà nói là tương đương vậy thôi chứ nó không phải vậy. Tại hình thức nó khác, mọi thứ nó khác hết à. Chương trình đào tạo nó khác mà con, đâu có giống nhau đâu. Thế nên thành ra là mình không có so sánh được. Năm đó thì lớp 12 mới học triết. Đúng rồi, ngày xưa đó là ở trường học lớp 12 thì tú tài 1 đó, tú tài 2 đó, thi tú tài 2 đó mới bắt đầu có cái học phần triết, có cái môn triết. Trong đó là bao gồm cái gì? Tâm lý học, đạo đức học, siêu hình học, luận lý học. Bốn cái môn chính yếu. Ai có mấy cái đề xưa gửi lên tôi chơi vui. Cái này thì đề này trên mạng nhiều lắm. Việt Nam mình không có nặng nho. Việt Nam mình không có nặng nho, Tàu mới nặng nho. Việt Nam mình nặng văn, thơ văn. Cho nên mà quý vị mà coi đó, tuyển tập văn học Việt Nam đó, trời ơi, ta nói nha, ta chấp nó cao bằng tới đầu luôn vậy đó. Còn mà triết gia không có ai hết trơn. Tác phẩm triết học không có nào. Toàn tác phẩm văn học không à. Thì cái giai đoạn đầu tiên đó ha, cái giai đoạn đầu tiên đó là dạy triết học là chủ yếu mấy ông linh mục dạy rồi. Chứ dân mình đâu có ai đâu để vô trường dạy làm thơ được, chứ dạy triết có ai đâu mà dạy triết. Ngày xưa thì kêu Nguyễn Du mà dạy triết là ông cũng bó tay. Ông chỉ dạy làm thơ lục bát thì được. Nên thành ra cái này là mình bị du nhập bên ngoài, cho nên thành ra phần lớn là đến từ các ông linh mục, linh mục A và linh mục ta trong cái thời kỳ đầu đó. Ở ngoài Bắc đó ha, thì vào những năm 50, năm 52 đó, thì có một số ông linh mục như là ông Vũ Kim Điền, thường gọi là ông Điền Roma, rồi ông Trần Văn Hiến Minh, Vũ Dưỡng, ông Đỗ Minh Hồng, Đỗ Minh Vọng, là những cái vị mà rất là nổi á. Ở miền Bắc trong giai đoạn năm 50 đến năm 52. Ông Trần Văn Hiến Minh thì sau đó bắt đầu mới di cư vô Nam và tiếp tục dạy triết những năm 1955 cho các cái học sinh cấp 3 ở các cái trường như trường Trưng Vương, trường Chu Văn An, vân vân. Còn Bùi Dưỡng thì dạy ở cái viện Đại học Đà Lạt. Viện Đại học Đà Lạt. Thì đó là cái giai đoạn là 50-52. Năm 50-52, nhưng những cái tên này là những cái tên mà rất là đình đám, rất là nổi tiếng. Như là Trần Văn Hiến Minh nè, Bửu Dưỡng nè. Hai cái tên này là hai cái tên mà chúng ta rất là thường nghe.
về sách vở, bởi vì sách vở mấy ông này nhiều. Còn đối với những cái vị như là Vũ Kim Điền hay là Đỗ Minh Hồng, Đỗ Minh Vọng vân vân, các cái vị linh mục này đó thì phần lớn là dạy ở trong cái các cái trường mà nó chỉ có ơn giáo trình của ổng thôi, không có xuất bản sách vở gì. Giống như bây giờ các bạn học đại học mà ông giảng viên nào dạy thì ổng đưa cái giáo trình của ổng vậy thôi đó, chứ không có xuất bản sách. Thành ra chúng ta không có thấy những cái tên này nó quen thuộc. Trần Văn Hiến Minh là một trong những cái tên rất là quen thuộc với nền học thuật ở miền Nam trước năm 75 và sau năm 75. Tại vì sau năm 75 thì ngài vẫn dạy ở chúng viện, ngài vẫn dạy ở chúng viện. Và sách vở của ngài thì có tái bản lại một cái quyển, là cái quyển từ điển, cái từ điển danh từ, từ điển danh từ triết học mà chút xíu mình cũng sẽ có nói tới. Đó là cái quyển mà đã được tái bản trở lại, một trong những cái quyển từ điển triết học hiếm hoi của Việt Nam, hiếm hoi. Cho nên ngày khá là xịn. Ngày bổ dưỡng thì cũng nổi tiếng với rất là nhiều các cái sách vở, nhưng mà bây giờ thì phần lớn là không còn. Tại vì ổng cũng dạy nhiều cho nên nó có nhiều sách. Ngoài Bắc lúc trước năm 54 đó thì có một số giáo sư như là Nguyễn Thiệu Lâu dạy triết ở trường Trường Vương. Sau năm 54 đó thì ở trong Nam có thêm các ông như là Nguyễn Cam, Lữ Hồ, Phạm Mạnh Cương, Nguyễn Bác Cường, Trần Đức Huynh. Đấy, mấy ông này đó mà quý vị nghe đó, có ai quen được ông nào không? Nghe quen tên ông nào không? Ai mà trong cái công cuộc mà đi tìm sách vở đồ á thì mới bắt đầu biết mấy ông này thôi, chứ không thôi đó là nó mà biết chứ. Mà nãy có sát có một vị cũng biết rất là nhiều học giả trước 75. Thì ví dụ như Lữ Hồ đi chẳng hạn cũng viết nhiều sách, Phạm Mạnh Cương cũng viết nhiều sách, Trần Đức Huynh cũng viết nhiều sách. Trần Đức Huynh thì viết sách chung với Trần Văn Hiến Minh. Mà cái lớp triết học phổ thông ngũ vị học của Trần Văn Hiến Minh á, thì thiệt ra không phải là con ơn ổng Trần Văn Hiến Minh đâu, mà là Trần Văn Hiến Minh viết với Trần Đức Huynh. Đó là hai ông là cùng viết. Ngoài Nha Trang thì có giáo sư Cung Sử Nguyên. Ngoài Huế thì có Cao Văn Luận. Cao Văn Luận, có ai biết Cao Văn Luận không? Cũng không ai biết luôn. Đây cũng là một cái vị mà nổi tiếng. Vị này rất là giỏi, viết cái bộ sách về triết học mà xem như là nó gối đầu giường cho học sinh ở thời cái giai đoạn đó. Tức là sách của ông nó viết đơn giản, dễ hiểu, gần gũi, có thể thâu tóm được kiến thức cơ bản của triết học một cách nó căn cơ nhất cho cái người mới bắt đầu. Cho nên sách của ông nó nổi tiếng lắm. Đó. Đó là bộ sách của Cao Văn Luận. Như bây giờ mấy cái sách này trên mạng cũng có ebook rất là nhiều, cái gì có thể tìm, ha. Linh mục Cao Văn Luận là giáo sư đầu tiên dạy triết học tại trường Quốc học Huế. Tiếp theo đó là giáo sư Phạm Văn Hương và giáo sư Văn Đình Hy. Đấy, thì ở trong đây là một số quý vị đó thì có viết sách vở như Lữ Hồ nè, Phạm Mạnh Cương nè, Cao Văn Luận nè. Mà sách vở nó còn phổ biến phổ thông cho tới giờ. Còn những vị khác thì như sách vở bắt đầu nó không còn, nó mai một. Những cái người nào mà viết quá ít sách thì sau binh biến thì nó đi tàn luôn rồi, nó không có còn nữa. Những quý vị nào mà viết nhiều sách thì may ra sau binh biến này nó có còn dư sót lại một ít, thì nó mới còn thôi, còn không là nó cũng bị tiệt diệt luôn. Đó là cái giai đoạn nha ở miền Bắc. Rồi ở trong cái giai đoạn tiên phong này đó, nó có ba cái thành phần giáo sư chính góp công góp sức vào trong cái việc giảng dạy triết, đặc biệt là triết trung học.
đặc biệt là triết trung học, thì nhấn mạnh cái chỗ này là bởi vì là ba cái thành phần sau đây là chủ yếu là dạy triết trung học. Dạy triết đại học thì nó hiếm hầu vô cùng, tại vì dạy đại học nó khó, dạy trung học nó dễ. Thì cái lực lượng đầu tiên chiếm đa số là linh mục, nãy giờ kể trên tờ linh mục không, mấy ông linh mục là coi như là phần đông. Đấy, phần đông mấy ông này đó là tốt nghiệp từ nước ngoài về, đủ trình để mà dạy, như là Cao Văn Luận, Nguyễn Văn Lập, Đỗ Minh Vọng, Đỗ Minh Hồng, Bủ Dưỡng, vân vân. Đó, thì tất cả những cái ông này đó là đều là ông cha xứ, đều là linh mục tốt nghiệp nước ngoài về dạy triết ở Việt Nam trong cái giai đoạn này. Cái nhóm lực lượng thứ hai đó là các giáo sư không chuyên hay là kiêm nhiệm, tức là vừa dạy cái này vừa dạy cái kia, phần lớn là dạy các môn học xã hội rồi cái kiêm luôn để mà dạy các cái môn triết học, thì như là Cung Dũ Nguyên, Phạm Văn Hương, Văn Định Hy, Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Khắc Kham, Bùi Hữu Sủng. Đó là những quý vị đó mà dạy chủ yếu là ở các môn xã hội nhân văn, rồi xong rồi bay qua dạy triết luôn. Thì mấy người này cũng để lại tên tuổi khá lớn cũng thành danh như là Nguyễn Khắc Kham hay Bùi Hữu Sủng, Chu Dịch, không, cái đó là thuộc cái trào lưu trước nữa, Ngô Tất Tố là trước nữa mà trước cái đó là thời Ngô Tất Tố, là trước đó nữa là có Nguyễn Định Thi nữa, cái đó là liên quan tới miền Bắc. Nếu như mà có dịp mà tôi nói về triết học miền Bắc thì cái giai đoạn Pháp thuộc đó là quý vị thấy cũng khá là cừ nha, chứ không phải là giản đơn đâu, nhiều lắm. Mà đặc biệt là các cái lĩnh vực triết như là luận lý học, triết học tổng quát, triết học Marxist, triết học Hegel, triết học Descartes, vân vân, thì đều có những người nghiên cứu và những cái tên tuổi mà quý vị không xa lạ đâu. Nhưng mà quý vị chỉ biết họ trên cái góc độ văn chương thôi, chứ quý vị không biết họ trên góc độ triết học. Thì họ vẫn có những cái nghiên cứu, khảo cứu về triết học mà mình có thể tìm trên cái thư viện Đông Dương ấy. Tôi không nhớ cái link nó là gì đó, mà bây giờ nó có cái thư viện online của Đông Dương ấy, quý vị có thể tìm ở trên đó cũng khá là nhiều sách hay về triết học, về siêu hình học đồ đó, nó nhiều lắm. Đó là cái thời kỳ trước nữa ở miền Bắc. Cái nhóm thành phần thứ ba là tương đối là trẻ, những cái vị giáo sư này là những giáo sư mà tốt nghiệp ở trong cái chương trình đào tạo trong nước do cái trường cao đẳng sư phạm Đông Dương đào tạo ra. Thì cái nhóm này thì học cũng không có phải lâu, mà học tùm lum thứ hết trơn à. Thì cũng biết hơi thôi. Cảm ơn ha, đúng rồi đó. Thì những quý vị này đó là chỉ được đào tạo có 2 khóa thôi, rồi sau đó cái trường này dẹp rồi. Dạy được có 2 khóa là dẹp rồi. Thì trong cái thời kỳ này đó, mặc dù chỉ có đào tạo cho có 2 năm thôi, nhưng mà tạo ra được cũng kha khá những cái người mà tiếp tục cái sự nghiệp dạy triết ở miền Nam trong thời kỳ đó. Những cái tên tuổi nổi tiếng như Lữ Hồ, như Phạm Mạnh Cương đó, thì là những cái vị mà tiếp tục cái sự nghiệp dạy triết của cái thế hệ đàn anh đi trước. Trong cái nhóm mà các cái giáo sư kiêm nhiệm công việc dạy triết, hồi xưa đó hay ông thầy giáo nào thì cũng gọi là giáo sư, dạy cấp mấy thì cũng là giáo sư, chứ không phải là gọi là giáo viên, không phải là giáo viên nha. Hồi xưa gọi là giáo sư, thì thành ra là mình sẽ nghe là lúc nào cũng nghe kèm theo là giáo sư này, giáo sư kia, giáo sư nọ. Nhưng mà giáo sư ngày xưa nó khác với giáo sư bây giờ nha, không giống hai cái cách đó, nó sử dụng nó khác nhau. Rồi trong đó sẽ có cái ông mà rất là nổi tiếng là ông Nguyên Sa, nhà thơ Nguyên Sa, Trần Bích Lan. Không biết quý vị có biết ông này không? Cũng rất là nổi tiếng trong lĩnh vực thơ văn và cũng có viết sách triết,
có tủ sách triết học riêng, mà quý vị search ở trên mạng thì nó cũng ra, Trần Bích Lan cũng khá là nổi tiếng đó. Đó là cái nhóm mà cũng là những cái giai đoạn tiên phong, nhưng mà là kiêm nhiệm thôi, tức là không được đào tạo chính quy, chủ yếu bên văn chương rồi nhảy qua mà dạy triết học thôi. Thì trong cái giai đoạn tiên phong thì mình thấy cái gì? Thấy là rất thiếu cái lực lượng giảng dạy rồi học hành vân vân về triết học ở miền Nam trong cái giai đoạn đầu là nó yếu và nó thiếu dữ lắm. Nhưng mà nhờ cái nền tảng được xây dựng á, nó vững, tức là bởi những cái người mà có cái trình độ chuyên môn từ nước ngoài về, được học triết Tây đàng hoàng, đầy đủ các hệ tư tưởng của Tây, thành ra là xây dựng cái nền học thuật và đặc biệt là về triết học thì nó khá là vững, để sau đó trong 25 năm thì đã sản sinh ra được rất là nhiều các cái thành quả về triết học, như là những cái lực lượng học sinh, sinh viên, rồi sách vở. Sách vở thì nó có hai cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là sách dịch. Hồi trước 75 sách dịch nhiều lắm quý vị. Những tác phẩm gọi là căn bản của triết học như là của Platon thì hầu như đều được dịch hết trơn về tiếng Việt, không thiếu gì cả. Tức là sách dịch tiếng Việt ngày xưa nó nhiều dữ lắm và vô cùng phong phú, chứ không có khổ như mình bây giờ kiếm sách không ra. Bây giờ có rất là nhiều các cái quyển hồi xưa đó là bây giờ vẫn chưa có. Mà tôi đơn cử một cái quyển mà mới vừa được xuất bản thời gian rất là gần đây là cái quyển Siêu Hình Học của Aristotle. Đó là cái quyển mà mới vừa xuất bản trong khoảng thời gian khoảng 1-2 năm gần đây thôi. Rồi cái đó thì ngày xưa người ta đã có rồi và người ta đã đọc thoải mái cái thứ đó rồi. Rồi những cái quyển như Gorgias, Gorgias của Platon, vân vân vân. Trịnh Xuân Ngạn dịch về rất là nhiều. Thì hầu như là các tác phẩm trứ danh của triết học, của Nietzsche, Sartre, vân vân thì đều có hết. Bởi vì sao mà nó phong phú như vậy? Bởi vì người ta dạy học ở trong trường phổ thông. Thì quý vị biết đó, cái gì mà đem vô phổ thông dạy cho học sinh người ta nói nghe đình đám lắm. Tại vì học sinh nó cần tham khảo, nó thi cử. Cái thị trường bắt đầu nó mở ra. Quý vị nên nhớ gì? Kinh tế là nguyên nhân thầm kín của mọi nguyên nhân. Không có kinh tế phải dẹp tất cả mọi mà mình dẹp hết rồi mới khỏi nói nữa. Nên cho nên nó là do cái nhu cầu, cầu nó có cho nên nó cung, cung nó xuất hiện thôi. Cho nên nó là nhiều người bắt tay vào viết sách, dịch sách. Thì hồi nãy là tôi nói dịch, lực lượng dịch là khá là đông đảo, từ chuyên cho đến không chuyên, thượng vàng hạ cám, đủ các kiểu hết luôn, nhiều lắm. Mà có một cái ông nữa mà cũng đã được xuất bản sách trở lại sau năm 75, đó là Hoàng Xuân Việt. Cũng có rất là nhiều sách vở, trong đó cũng có sách dịch, cũng có sách viết. Cái nhóm thứ hai đó là sách, đó là nhóm sách viết. Viết thì phần lớn là viết sách giáo khoa. Ngày xưa đó là học thì sách giáo khoa không có độc quyền, nhà nước không có độc quyền sách giáo khoa, mà là tư nhân hóa sách giáo khoa. Bộ dục chỉ đưa ra khung kiến thức bắt buộc. Còn sách giáo khoa thì mà nay nó viết, ông giáo viên, ông dạy giáo sư á, ông đi dạy thì ông tự viết cũng được. Ông không tự viết thì ông mua cuốn sách của ai tự viết ra đó bán trên thị trường dạy cũng được. Thì nó có cái đó, thành thử ra nó mới đưa đến cái gì? Trăm hoa đua nở. Trời ơi, sách viết về triết mênh mông bát ngát bao la luôn. Ra nhà sách cái là nó đắp đập. Sách triết học mình nó bài bán như tạp chí mình bây giờ đó. Bây giờ mà mình ra nhà sách mình thấy cái chỗ nào đông đó là bán gì? Ngôn tình. Đúng không? Ngày xưa đó mấy chỗ đông nó bán gì? Triết học. Thấy sao vậy? Nó thấy 12 mà, nó thấy tú tài. Chứ chưa không học rồi làm sao mà thấy? Cho nên nó bán lừ đầu hết trơn vậy đó. Cái chuyện đó là chuyện hết sức là phổ thông rồi hồi đó. Thì khi
mà đó nhiều người học triết, rồi cái thị trường triết học nó sôi nổi thì người ta mới kiếm sống được, cái người ta mới bay vô viết sách, bay vô dịch sách. Thì lúc bấy giờ lúc bấy giờ triết học bắt đầu nó sinh sôi và phát triển. Đó là cái lợi thế, đó là cái lợi hại của cái giai đoạn đó, là người ta làm được chuyện như vậy đó. Thành ra là triết học nó sống động dữ lắm. Giờ thì mình không có cái điều kiện vậy, nó điều rất là đáng tiếc. Hồi cái thời của tôi thì còn có môn triết, nhưng mà không gọi là triết, không gọi là giáo dục công dân. Năm lớp 10 thì còn có học được sơ sơ xíu về triết học Marx, về cái học thuyết này kia. Đến cái thời kỳ bây giờ thì hầu như là không có luôn. Nào bây giờ là không có luôn, mất tiêu cái đó luôn. Tại vì hình như được tùy chọn vậy đấy, rồi cũng không có nhét vô triết học vô nữa. Cho nên nó thui chọt luôn. Cái chỗ đó rất là đáng tiếc. Mà lên tới đại học thì mới được biết tới, mới được biết tới thì thôi nó đã lũng biết bao nhiêu rồi. Trong khi đó tuổi trẻ cần phải được dạy về triết. Bây giờ trẻ nhắc đến triết là buồn ngủ. Đó cũng là cái nỗi khổ, cái nỗi khổ tâm, là khi mà mình ăn mì gói cả đời đó, cho nên nhắc đến ăn đó là mình sợ. Không, nhắc đến ăn là mình sợ, là tại vì cả đời mình ăn có mì gói thôi. Cho nên nhắc đến ăn là mình sợ. Cái phong cách giảng dạy của các cái giảng viên đại học nó quá nhàm chán. Mà tại sao mà nhàm chán như vậy? Do trình độ hiểu biết nó không có lớn, nó không có đủ nhiều. Trình độ hiểu biết nó rất là quan trọng. Mình phải so sánh, đối chiếu, chỉ ra được, phân tích được. Thì làm gì học sinh nó buồn ngủ, làm gì sinh viên nó buồn ngủ. Mình cứ vô, mình show dấu trình lên, rồi mình bắt đầu mình đọc dấu trình cho sinh viên nó chép. Thì chứ nó buồn ngủ đúng không? Là cái phương pháp sư phạm nó thiếu, nó yếu. Mà nó nguyên nhân đó là nó cũng do cái trình độ của giảng viên cũng hạn chế, thành ra nó cũng khó cái đó. Do vậy mà hầu như sinh viên học triết xong thì sao? Thù triết luôn. Học triết xong là thù triết luôn. Nghe nói triết là ta nói sợ, nghe triết là buồn ngủ, nghe triết là chán ngán sầu đời gì đó, đủ hết các kiểu. Nhưng nó phải, nó phải, đó là một cái kiểu định kiến đó, không? Đó là một cái kiểu định kiến. Thành ra mình á cần biết về triết học thì phải đi tự đọc á, chứ không phải là mình được dạy ở nhà trường như vậy, nghĩa là trên đời này nó vậy, nó chỉ có vậy thôi. Cái đó là lỗi do ai? Do mình. Thế mà quý vị coi đằng sau mỗi cái quyển sách triết học Marx Lenin có cấm mình đi tìm hiểu không? Đâu có. Không có cuốn sách giáo khoa nào, là cuốn giáo trình nào mà ghi sau lưng là cấm mày tìm hiểu thêm, cấm mày học hỏi thêm, không có. Mà người ta còn ghi một nồi cái gì? Tài liệu tham khảo cho mình nữa. Đó, vấn đề là gì? Mình lười. Mình lười, mình đi có đi tìm hiểu, có đi học hỏi, có đi mở mang đâu. Nghe không? Mà mình đòi có sự hiểu biết. Thì nhiệm vụ người ta chỉ dạy tới đó thôi. Mình muốn biết hơn, mình muốn xịn hơn thì phải tầm tòi tìm kiếm học hỏi, chứ mình không thể chờ đợi được. Mình chờ đợi đó là mình thui chọt cái giá trị của bản thân mình. Đó là cái điều đáng tiếc đối với sinh viên. Các bạn trẻ không được tìm hiểu về giá trị triết học mà bị định kiến về triết học luôn. Nhưng mà thời gian gần đây tôi thấy có nhiều cái sự khởi sắc. Như là phần có thấy có rất nhiều lắm các cái tọa đàm về triết học. Không phải chỉ có chỗ của trung tâm này, rất nhiều nơi. Ở Sài Gòn thì có Cà Phê Thứ Bảy, bên Đại học Hoa Sen cũng là rần về triết học. Nhiều lắm. Miền Bắc thì cũng có vài cái câu lạc bộ đó. Thành ra là nó không phải là thiếu đâu. Chỉ có là gì, chỉ có sinh viên lười thì nó cũng còn hơi nhiều. Sinh viên lười nó còn hơi nhiều. Thành ra mình, nếu mình xét trên số đông thì dĩ nhiên là sao mà qua được cái đám mà nó lười đó. Thành thử là thôi, ai thích thì có thể tìm hiểu thêm. Ai mà muốn phát triển đời sống tinh thần dồi dào
tìm kiếm được những giá trị hữu ích một cách khái quát, nhìn nhận sâu xa bản chất thì phải đi vô triết học, không thể nào đi đường khác được. Nè, có bạn cập nhật thêm nè, có nhiều dự án về triết nữa, nhiều lắm, nhiều cuộc thi nữa, thi viết về triết nữa, cho nên là không thiếu đâu, không thiếu đâu, nhiều lắm. Ở trong cái thời đại thông tin mở thì nó tiện lợi cho chúng ta để mà chúng ta tìm hiểu học hỏi, cho nên đừng có lười ha. Có cuộc thi nữa, để nữa thì tìm lại, để nữa thì tìm lại, thì nhớ đó thì có chia sẻ mà không nhớ đâu. Pencil đó, triết học bút chì này cũng khá là nổi tiếng nè. Cho nên quý vị thấy đó là cái gì? Đó là một cái niềm vui. Không, đó là một cái niềm vui rằng là triết học nó đâu có chết đâu. Nó vẫn âm thầm, nó vẫn âm thầm sống. Nó vẫn sống ở dạng này, dạng khác. Bởi vì thế nào trong tất cả những con người cũng sẽ có những người người ta muốn tìm hiểu bản chất. Người ta muốn nắm trọn vẹn tất cả những cái tư tưởng hay ho của nhân loại. Thì phải đụng tới triết thôi, không có đường khác được ha. Tiếp tục cái thứ năm, về tài liệu giáo khoa để phục vụ cho giảng dạy trong giai đoạn này đó, thì có một số người viết như Trần Văn Hiến Minh, Cao Văn Luận, Nguyễn Văn Khiết, Trần Đức Huân, Hoàng Mạnh Cương, Trần Bích Lan, Nguyên Sa, Trần Bích Lan đó viết sách. Trong số đó, bộ sách của ông Cao Văn Luận á, thì được xem là bộ sách giáo khoa căn bản nhất, ngắn gọn, dễ hiểu. Học sinh phải gối đầu nằm cái bộ này để mà nó đi thi. Còn cái bộ sách của ông Trần Văn Hiến Minh á, thì sâu và rộng hơn so với cái mặt bằng chung. Thành ra khi mà trong cái lớp triết học phổ thông á, thì chọn sách là chọn của ông Trần Văn Hiến Minh. Để chi vậy? Để mà mình mở ra được nhiều hơn. Chứ cái bộ của Vĩnh Để, Vĩnh Để cũng là cái thời kỳ sau đó, thì nó khá là phổ thông, cơ bản thôi. Không có sâu. Trần Văn Hiến Minh thì gọi là đúng nồi, nồi triết rồi, cho nên thành ra viết là sâu lắm. Nhờ vậy mà mình mở ra được nhiều cái sự hiểu biết. Về cái mặt thuật ngữ đó, thì chưa có cái hệ thống chuẩn thuật ngữ cho triết học. Những cái chữ được dùng ở trong triết học đó thì hầu như là mạnh ai nấy dịch, mạnh ai nấy dùng, muốn dùng sao dùng, dùng theo cách của mình hiểu, không có quy chuẩn chung. Đó, chính cái chuyện này đòi hỏi phải có một cái bộ từ điển để mà thống nhất và triết học. Thì lướt qua đó thì hầu như mà nhắc tới từ điển triết học thì thiên hạ sẽ nhớ đến hai cái quyển chính yếu. Một cái quyển là từ điển danh từ triết học của Cao Văn Luận và các cái vị cộng sự. Quyển này thì chủ yếu là chỉ là danh từ thôi, danh từ triết học thôi, chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà cái quyển mà khá là đặc biệt là cái quyển từ điển và danh từ triết học của Trần Văn Hiến Minh. Thì hầu như đây là một trong những cái quyển gọi là có một không hai. Thì hồi trước năm 75 và kể cả tới sau năm 75 luôn cũng vậy. Cho nên quyển này mới là cái quyển được tái bản lại đó. Mặc dù là rất nhiều sách của Trần Văn Hiến Minh viết triết thì đâu có tái bản đâu, nhưng mà cái cuốn từ điển này là phải tái bản. Tại vì giờ học triết không có từ điển rồi đó gì cha. Mà cho dù là triết nào mà hãy đụng tới chiếc tay là dùng cái học thuyết nào đụng tới chiếc tay cũng phải dính thuật ngữ à. Mà dính thuật ngữ là cần phải có từ điển. Cho nên thời đó cũng bị rối ren vấn đề từ điển. Thì trong cái quyển từ điển và danh từ triết học của Trần Văn Hiến Minh đó, thì ổng mới kể, ổng mới nói ra là ổng nha, theo ổng biết là thì ngay từ những năm 52 là ở ngoài Hà Nội đã có cái cuốn gọi là danh từ triết học cho một số cái ông giáo sư, ông giảng dạy trường công, trường tư rồi đó, ông gom lại để mà ông soạn. Từ năm 52 đã có cuốn đó, nhưng mà không biết là tác giả là của ai đâu, bởi vì ông Trần Văn Hiến Minh ông nhắc lại trong cái quyển từ điển danh từ triết học gì thôi, chứ ông có nói tác giả, thì ra mình cũng không biết đó là đang nói đó là
tác giả là nào. Rồi nhưng mà sau đó thì nó tuyệt bản luôn, thế là không có còn nữa. À, không có còn nữa, thành ra là cái cuốn đó là theo Trọng Văn Thắng Minh nha, thì đó là cuốn đầu tiên. À, thì ổng đó thì đó là cuốn đầu tiên, nhưng mà thiệt ra không phải cuốn đầu tiên. À, mà ông Trần Văn Thắng Minh hồi đó không biết sao mà ổng tìm sách dở sao đó mà ổng nói cuốn đó cuốn đầu tiên đó, mà là lại là bị tuyệt bản rồi không có. Rồi sau đó là tới năm 56, tới năm 56 đó là năm 52 ở Hà Nội nha. Đến năm 56 thì ở Sài Gòn có một cái cuộc họp hội nghị thống nhất về ngôn ngữ, từ cái năm ngày 5 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 56. Thì tại cái hội nghị này thì ông Trần Văn Minh là ông được bầu làm trưởng cái ban, và ông phụ trách bên cái tiểu ban và dân tự triết học. Thì từ năm này người ta mới được biết đến một cái tài liệu gọi là ban sơ nhất về tuyển tập các cái danh từ triết học, và nó được đăng ở trên cái đặc san của cái hội nghị này, và sau đó là đăng trên Văn hóa Việt san số 16. Đó là cái đầu tiên theo ông Trần Văn Hiến Minh, mà cũng là theo nhiều cái học giả, bởi vì ngày xưa là hầu như Trần Văn Hiến Minh là xem như rất là nổi tiếng vậy đó. Mà nói về cái lĩnh vực triết học, mà dạy triết học vân vân, thì không ai không biết Trần Văn Hiến Minh, là coi như là bá chủ thị trường dạy học về triết học thời đó, dữ dằn vậy đó. Cho nên thành ra đó là ổng là người ta tin tưởng là hầu như ổng đã khảo cứu đó sách vở hết rồi, và ổng nói như thế nhưng mà bị sót. Nhưng mà bị sót. Thật ra là trước năm 1952 đã có từ điển triết học rồi, mà Trần Văn Hiến Minh không biết. Đó là cái quyển Danh từ hiện đại và triết học Việt Pháp của Phạm Xuân Thái, do nhà xuất bản Tứ Hải ấn hành. Mà cái này thì lại Trần Văn Hiến Minh không có cập nhật, và nó dẫn đến là một loạt các cái nhóm nhân sĩ trí thức đều không biết đến cái cuốn này, cuốn Danh từ hiện đại và triết học. Thì cái quyển này cũng rất là hay, rất là Việt Pháp, tức là những cái từ tiếng Việt triết học mà được phiên ra tiếng Pháp từ năm 50 là đã có rồi. Đó, thì cái này là tôi có cái bản năm 50, nhưng mà tôi không biết là trước đó rồi đã có bản hay chưa thì không biết. Ý tôi muốn nói là gì, là thật ra là cái quá trình tìm hiểu triết học ở miền Bắc, nó đã có manh nha từ rất là sớm, chứ không phải là nó không có gì, giống như một số học giả trong cái giai đoạn ở miền Nam nhận định, mà đặc biệt là đối với Trần Văn Hiến Minh trong cái quyển Từ điển dẫn từ triết học đã nói tới, thì nó không đúng. Thì năm 56 đó, ông phụ trách cái tiểu bang đó, và ông cho ra đời một cái tuyển tập nhỏ đó, đăng trên Văn hóa Nguyễn Sang đó, nhưng mà chưa phải là từ điển. Chưa phải là từ điển. Mà thì tới năm 59 thì lúc bấy giờ đó là các giáo sư ở Viện Đại học Huế mới bắt đầu là cho xuất bản một cái tài liệu, nó có tên là Danh từ triết học, để mà thay thế cho cái bản mà bị tuyệt diệt mà ông Trần Văn Hiến Minh ông nhắc đến đó. Thì đó là cái quyển gọi là triết học, mà từ điển triết học đầu tiên theo Trần Văn Hiến Minh. Thì cái quyển này là của, thật ra là của ông Cao Văn Luận và một số cộng sự như là ông Đào Văn Tập, Nguyễn Văn Trung, vân vân. Rất là nổi tiếng ở Viện Đại học Huế thời kỳ đó. Đây là cái quyển từ điển triết học đầu tiên phổ thông hóa, tức là người ta biết đến rộng rãi đó. Còn cái quyển mà tôi nói quý vị là ông Trần Văn Hiến Minh ông cũng không biết đó, là cái quyển Danh từ hiện đại và triết học đó, thì nó không có phổ thông, không phổ biến rộng rãi. Mà không biết đâu mà tôi tìm được cái cuốn này, tôi cũng không biết, may mắn. Thành ra tôi mới biết ổng không biết cái cuốn này. Thì cái nhóm của ông giáo sư Cao Văn Luận ở Huế đó, ổng xuất bản cái cuốn này, thật ra đó là chỉ là mới một cái phần nhỏ thôi. Ổng có một cái mong muốn, một cái ước vọng là xuất bản nguyên một cái đại từ điển,
về triết học, giống như cái từ điển triết học nổi tiếng của La Land. Đây là một cái tác giả được trích rất là nhiều. Thì cái ước muốn đó không thành hiện thực. Do đâu? Do cái ông Đào Dân Tập, ông này đó là ông chủ trương về cái bộ từ điển này nè, và cũng nhiều bộ từ điển khác nữa chứ không phải chỉ có từ điển triết học không. Và ông cũng là cái người đầu tư chính cho dự án, tức là bỏ tiền của ra cho cái hệ thống các cái từ điển nói chung, từ điển Bách Khoa Việt Nam rồi đó, là ông hết á. Ông này nổi tiếng lắm á, các bạn có thể đi search nha, Đào Văn Tập từ điển của ông. Thì chẳng may ông mất, ông ngõm ngang xương vậy. Rồi cái nguyên cái dự án thì sao, dẹp luôn. Mới xuất bản được con cuốn Danh Từ Triết Học đó, là coi như đứng rồi luôn nguyên cái hệ thống học thuật ở đó. Không ai có tiền có tài chánh đi mà đảm đương hết, cho nên nó là dừng lại. Đó cũng là một điều đáng tiếc, chứ không thôi giờ mình cũng có được thêm một cái bộ từ điển Bách Khoa Triết Học mà xịn xịn này. Không có, đó là năm 59. Thì thật ra là sao? Vẫn thiếu từ điển để trên nghiên cứu trà cứu triết học, nó vẫn thiếu. Thì tới năm 66 thì lúc bấy giờ ông Trần Văn Hiến Minh ông mới xuất bản cái cuốn gọi là Từ Điển và Danh Từ Triết Học của Trần Văn Hiến Minh, bắt đầu mới ra đời. Đây là cái quyển mà đầy đủ nhất vì đã khai triển thêm được các cái từ ở trong triết học cổ đại, triết học kinh viện, triết học cận đại, triết học hiện đại, và kể cả triết học đông phương luôn. Của lão, của Phật, của Nho là có luôn trong từ điển này. Cho nên thành ra nãy tôi mới gọi với quý vị đó, là đây là một cái quyển từ điển mà không có lần thứ hai xuất bản ở Việt Nam nữa, của một cái tác giả mà an tường về triết học như Trần Văn Hiến Minh, thi hữu. Và tới bây giờ luôn cũng đâu có cuốn từ điển nào khác về triết học mà nó xịn cho bằng cái cuốn từ điển của Trần Văn Hiến Minh. Thành ra sau này người ta mới tái bản lại. Bởi vì mà tìm mua thì chắc có là trên thị trường, tôi không nhớ nhà xuất bản nào. Nó đã tái bản rồi. Thì nó khá là bao quát, dành cho những quý vị nào mà muốn tìm hiểu triết học ngay từ khi mới bắt đầu thì có thể tìm cái quyển từ điển này để có thể trà cứu ha. Kể từ sau cái cuốn từ điển Danh Từ Triết Học của Trần Phan Hiến Minh, đã không còn một cuốn từ điển nào khác nữa, tức là không còn xuất bản nữa cho tới hết cái thời kỳ học thuật này, là tới năm 75. Dĩ nhiên sau năm 75 rồi thì có một số cái từ điển triết học của Viện Triết Học có xuất bản, triết học phương Tây hiện đại chẳng hạn, vân vân, gọi sách dịch nữa. Nhưng mà đó là thời kỳ sau, mình không có bàn thấy, mình đang nói trên cái giai đoạn trước 75 thì coi như của Trần Văn Hiến Minh là cuối cùng, không còn tìm khác. Thì cái quyển mà Trần Văn Hiến Minh không biết đó, thì tôi có để trên màn hình cho quý vị xem đó ha, là cái quyển Danh Từ Hiện Đại và Triết Học đó, phần Việt Pháp của Tứ Hải Xuất Bản. Đó là cái quyển mà Trần Văn Hiến Minh bị sót, ông không khảo cứu được cái quyển này. Để quý vị hiểu là gì, ngày xưa sách nó nhiều kinh khiếp, sách nó nhiều kinh khiếp. Một cái ông giáo sư đầu ngành về triết học như Trần Văn Hiến Minh mà vẫn còn sót khi mà khảo cứu sách, thì quý vị biết là sách nó nhiều cỡ nào. Nhiều lắm. Được đúng không? Bển có ai bị ngủ không? Ai ngủ không? Hỏi nha. Nên mình học lịch sử. Ok. Để mình biết sơ lược về lịch sử về triết học của cái thời kỳ đó nó làm sao. Biết rồi nhớ tìm nha, nhớ tìm đọc. Sách vở giờ thì nó cũng còn ebook rất là nhiều, PDF đó là trên mạng là lư luôn á. Quý vị nhớ tìm đọc. Đây thì giới thiệu một số các cái sách vở của các cái tác giả
mà nổi tiếng nãy giờ có xuất hiện trên cái phần chia sẻ trên cho quý vị đó, như là của Trần Quang Thiết Minh và Trần Đức Huynh, thì ở góc dưới màn hình bên tay phải khá là nhiều sách của hai ông này, khá là nhiều, thành ra là còn được tới giờ. Sao binh biến mà nó còn được tới giờ là tại vì ông viết nhiều lắm, tâm lý học nè, rồi đó đạo đức học nè, rồi luận lý học nè, rồi siêu hình học nè, rồi đó là bài hướng dẫn, bài luận luận đó là nó là sống đôi hai quyển quyển ha. Ví dụ như là tâm lý học, rồi luận về tâm lý học, rồi đó là luận lý học, rồi bài luận về luận lý học, đó từ 4 lên 8 cuốn. Rồi sau đó là các cái bộ đề, giải bộ đề về luận lý, giải bộ đề tâm lý, giải bộ đề siêu hình nhân dân, cái nó thêm 4 cuốn nữa, đó là 24 cuốn này. Giải đề rồi đó, rồi sau đó, đó nó mới lộ ra thêm cuốn gì nữa, hướng dẫn viết luận. Tại vì luận triết học đó, trời ông trời dẫn mình ông chấm bài mà ta nói ông chê, ông viết cái trong cái lời dạy mở đầu đó, ông chê ta nói gậm ghề luôn, học sinh viết cái gì thuộc lòng chép lại không, như là chép văn chương các kiểu đó. Cái thành ra đó là có thêm cái loại sách hướng dẫn viết luận triết học, trong viết mình cũng có, thành ra là nhiều lắm, ông viết khá là nhiều sách. Dĩ nhiên là trên ebook thì nó có giới hạn, nó có giới hạn, cho nên mình kiếm nhiều khi nó cũng chỉ có một mớ thôi, không có đầy đủ, làm sao đầy đủ được. Tới giờ còn được vậy là mừng này. Rồi một cái tay nữa cũng là đình đám trong cái việc, trong cái làng viết sách, đó là Nguyễn Văn Trung. Mặc dù là theo cái đánh giá của tôi thì ông này viết xàm, viết như viết văn vậy đó. Thì quý vị nào học bổ trợ, đã từng học bổ trợ, tôi có dạy về cái tài liệu của ông này rồi, biết cái môn gì nhỉ, nhớ không hả? Tào lao, không biết trị liệu đâu ra vậy. Triết học tổng quát của Nguyễn Văn Trung. Thì ông viết ấy, như viết văn, ông viết như viết văn, thành ra biết rồi, gốc An Nam mà, văn học, bởi vậy xuất bản cái nồi luôn. Ông viết tùm lum hết trơn sách, ông có nguyên một cái bộ nhận định 5 cuốn, nó xuất bản không biết bao nhiêu là ngàn ngàn bản. Rồi đó là sách về triết đó, cũng nhiều. Mà đây là một trong những cái người mà có ảnh hưởng rất lớn đối với tầng lớp học sinh sinh viên thời kỳ đó. Ông có dạy đại học, ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên. Và đây là một trong những cái người mà ta nói gây ra cái vấn đề nghiêm trọng mà ảnh hưởng tới giờ, cái gì không? Đem hiện sinh về. Đây là một trong những người tiên phong, chứ không phải là đầu tiên đâu, nhưng mà một trong những người tiên phong đem chủ nghĩa hiện sinh. Trời ơi, ta nói nghe, tuổi trẻ nó mê như điếu đổ. Thời kỳ đó hiện sinh dữ lắm luôn mà. Đó, thì quý vị bây giờ thì triết học hiện sinh là quý vị khá là quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà tầm 10 năm trước ở Việt Nam, nói triết học hiện sinh không ai biết hết trơn. Tầm 10 năm trước đó là hiếm hồi lắm. Nhưng bây giờ thì quý vị quá quen, nó hiện sinh hay là kỹ nhân dân, thì dù khi quý vị không chuyên, không có phải là người am tường triết học thì vẫn nghe, vẫn có thể quen thuộc. Thì cái từ nó bắt đầu nó phổ biến này. Thì ai là căn nguyên đó thì ông này nè, đang đây đem vô nè. Trời ơi, sinh viên học sinh nó mơ dữ lắm luôn. Rồi viết sách đó là cái ngôn ngữ nó khá là văn chương nữa. Rồi lại là cổ võ cái tính cá nhân của hiện sinh nữa. Trời ơi, người ta mê như điếu đổ luôn. Mê dữ lắm. Mà Nguyễn Văn Trung á, thì là lại cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Về chính trị cũng có. Về tôn giáo như là về Phật, ông cũng có viết. Về Thiên Chúa cũng có viết. Đó, bởi vì là nó đa dạng lắm. Đa dạng đó, thành ra là fan cuồng ổng nhiều.
một trong những cái người mà có ảnh hưởng nhiều là Nguyễn Văn Trung. Một trong những cái ông khác nữa cũng là ảnh hưởng, nhưng mà không phải đó là do cái việc giảng dạy ở đại học hay là giảng dạy, mà là do cá nhân. Đó là Trần Thái Định. Các bạn giờ nghe quen không? Quen Trần Thái Định không? À, xuất bản sách giờ cũng khá là nhiều, nãy tôi quên liệt kê ổng nữa đó, không hết sức là sơ sót. Sách của ổng là sau năm 75 là cũng được xuất bản cho lại rất là nhiều. Trên kệ sách này ta lâu nhãn nhãn đâu đây cũng có nè. Ông biết ông này luôn ha. Đó là ông Trần Thái Định. Thì ông này cũng nổi tiếng thời kỳ đó, thua ông Nguyễn Văn Trung một chút thôi. Trần Thái Định là nổi là không phải là do dạy đại học, do có học văn cùa sinh viên, mà do viết sách mà nổi. Hầu như là sách ông viết là rất là dễ hiểu, mà thâu tóm những cái gọi là vô cùng căn bản của cái lĩnh vực đó. Cho nên thành ra đó là bạn đọc người ta rất là chuộng, chuộng lắm. Để mà người ta đọc nên ta bổ túc thêm, để mà ta thi cử học hành rồi đó, để mà ta thưởng thức cái tác phẩm triết học hay là bàn luận, đàm luận rồi đó. Ngày xưa đó thì nó lại có thêm rất là nhiều các cái tạp chí, như là tạp chí Đại học nè. Tạp chí Đại học là một trong những tạp chí rất là nổi tiếng nha. Nhưng dân thì nhiều cái tạp chí đó, mà tạp chí nào đó thì cũng là có những cái hạng mục là giao lưu với người viết rồi để ký ký nọ đâu đó. Cho nên thành ra người ta cái nhu cầu thưởng thức triết học để mà giải trí đó, nó cũng nhiều. Thành thử là sách triết ngày xưa bán nó đắt lắm. Đắt như tương tươi vậy đó. Thì quý vị mới thấy không? Nó đã không? Thời đại mà sách triết mà bán như tương tươi vậy đó. Còn giờ sách gì không biết nữa. Thì đó là ông Trần Thái Định. Trần Thái Định là khá là nổi. Quý vị bây giờ muốn đọc triết mà muốn có kiến thức căn bản thì cũng có thể đi tìm sách của ông. Ông có nguyên một cái bộ series, phải không? Triết học về hiện sinh, rồi triết học gì nữa đó, đề cát cam đấy. Đây là ông có viết nha. Nhiều lắm. Đó là cái ông thứ hai ảnh hưởng. Nhưng mà ngược lại với mấy cái ông này là ông Lê Tôn Nghiêm. Lê Tôn Nghiêm thì lại không có nổi, mặc dù là ông cũng là giảng viên đại học, là giáo sư đại học, dạy dựng đại học Vận Hành rồi đó, và nhiều đại học khác. Nhưng mà không có nổi tiếng. Thì vậy sao? Rất đơn giản, viết mà hiểu hết. Viết vậy nào mà đi tìm PDF của ông ha, đọc Lê Tôn Nghiêm viết mà hiểu chứ. Thì Lê Tôn Nghiêm mà sau này vẫn có một cái bộ được tái bản lại, bộ lịch sử triết học. Quý vị có ai biết bộ lịch sử triết học của Lê Tôn Nghiêm không? Tái bản sau này nhà xuất bản Văn hóa Thông tin hay gì đó có tái bản trở lại cái bộ sách đó. Lịch sử triết học Tây phương, đúng rồi. Thì đó là một cái người mà hẩm hiu trên cái nghiệp học thuật. Không có tài viết, ra là viết cái nó không có được lòng độc giả, thành thử ra là không có nhiều cái tác phẩm, mà cũng không có tầm ảnh hưởng gì lớn trong công chúng thời kỳ đó. Mặc dù cũng là gà nồi về triết. Giờ một cái ông khác là viết cũng khá là tệ, ông Phạm Công Thiện. Nếu mà về triết nha, Phạm Công Thiện có ai biết không? Cái này cũng dính tới dựng đại học Vận Hành có. Thì cái ông này thôi khỏi đọc. Khỏi đọc, đọc nó không mệt, thêm mệt nữa. Thì ngày không hay lắm, không hay lắm. Nên nghe sách ông này thì tôi ít có tìm lắm. Hố thẩm này, ý thức bùng vỡ gì đó nhớ. Đối đầu với Nguyễn Trung, đúng rồi đó. Để mà kiếm tìm kiếm sự nổi tiếng thôi. Không sự căng đan. Giờ sự căng đan showbiz đúng không? Thì xưa là triết học nó cũng gần vậy đó. Trời ơi, tranh luận cự cãi với nhau rồi mà đăng trên tạp chí không? Cái bạn đọc đó mà người ta muốn mà theo đó, cái người ta mua tạp chí. Đó, vậy đó.
cho nên chưa bán tạp chí đắt lắm. Đắt lắm. Rồi trên đây trên hình đều có nhưng mà ngày xưa không phải chỉ có triết học đâu nha. Cái này là tôi đang trình bày với quý vị triết học thôi. Ngày xưa Soviet nó có cái thế giới riêng của Soviet nữa. Mà thế giới Soviet ngày xưa đó là nó còn dữ hơn bây giờ nhiều lắm. Vì sao? Vì nó đa dạng. Bây giờ mình nói Soviet cái này gom hết vô cục đúng không? Nhưng mà đó không có. Giới mộ điệu cải lương là nó chơi riêng. Mà tân nhạc là nó chơi riêng. Mà đó là điện ảnh á. Cine đó, ngày xưa người ta gọi là đi coi cine đó ha. Minh tinh màn bạc rồi đó ha. Là nó riêng minh tinh. Chứ nó không có phải là nó gom về showbiz cái đó nó chụm lại không có. Không có nó mỗi một cái là một thế giới riêng. Cho nên là nó đình đám mà nó khá là nổi ở trong cái lĩnh vực đó của nó. Dĩ nhiên lĩnh vực đó thì không phải là lĩnh vực học thuật. Lĩnh vực đó thì nó phải ra rạp, nó bỏ tiền, nó mua vé, rồi nó mua mấy cái bài hát đó, mấy cái bản bài hát in đó. Đó, rồi nó mua dĩa nhựa dành cho người giàu giàu thôi, chứ nghèo tiền đâu mua dĩa, mua máy. Thì nó mua mấy cái miếng nhạc á, miếng giấy in ra đó, bán mấy triệu bản. Thì nó nghe cassette. Rồi mấy triệu bản ghê, cassette là sao này nữa. Thời đó là chưa có cassette này, đĩa than, đĩa chà bá nợ này đó. 80 vòng, 180 vòng của đó. Đó là bên lĩnh vực khác ha. Rồi đó là coi như nó thể thao. Thể thao là riêng nữa, là một lĩnh vực khác nữa. Rồi nó đa dạng lắm. Có dịp đó ha. Mà trong cái dự án mà tinh hoa văn hóa giáo dục trước 75 đó, mình sẽ có những cái buổi đó, mình sẽ trao đổi về mỗi một cái lĩnh vực như vậy. Siêu đã luôn, rất là nhiều thông tin hay ho. Rồi tôi trở lại trên đây thì Nguyễn Văn Trung, Trần Giang Hiến Minh này, la rồi tới là Hoàng Sĩ Quý thì ông này là có xuất bản tái bản lại sách sau 75 có nha. Ông này nghiên về triết học Ấn Độ, một trong những học giả về triết học Ấn Độ hiếm hoi của Việt Nam là ông Hoàng Sĩ Quý. Hiếm hoi lắm, tới bây giờ luôn ở Việt Nam chúng ta vẫn hiếm. Tới bây giờ gọi là khá là nhiều mà viết về triết học Ấn Độ mà gọi là có giá trị thì chỉ có ông Doãn Chính này. Ông Doãn Chính này rồi ông viết một số cái sách triết học Ấn Độ. Khá ổn hả? Còn lại là hầu như không có ai chứ. Thì hồi xưa có Hòa Sĩ Quý nổi tiếng lắm. Rồi Thích Mãn Giác. Ngày Thích Mãn Giác cái này thì là cũng dĩ nhiên quý vị nghe mấy cái này là Vạn Hạnh hết rồi. Vạn Hạnh đây là cũng là về triết học Ấn Độ. Rồi Phạm Xuân Độ, Trần Xuân Tiên, Trần Đức An, đây cũng là những cái tay mà viết sách triết. Như là Trần Đức An thì sách cũng khá là phổ thông thôi, viết sách khá là cơ bản thôi chứ cũng không phải là quá đặc biệt hay quá sâu gì. Có một ông cũng là viết sách nữa, cũng là ở quê ở miền Tây luôn, sách triết luôn, đó là ông Vũ Đức Sao Biển. Quen không? Quen Vũ Đức Sao Biển không? Rất là miền Tây. Đây là một cái nhạc sĩ nổi tiếng, ai mà nghe nhạc nhiều thì chắc biết ông Vũ Đức Sao Biển. Ngày xưa ông là giáo sư triết học á, và ông có một cái quyển triết học mà được tái bản rồi sau này, tôi quên mất tiêu ở gì Mỹ vậy đó, Chân Thiện Mỹ. Quyển Chân Thiện Mỹ đó là thật ra là cái quyển giáo khoa triết học hồi xưa của ông, rồi sau này ông tái bản cho lại là ông lấy cái tên là Chân Thiện Mỹ. Đây nội dung y hệt như xưa. Thì ông đó là ông Vũ Đức Sao Biển thì chỉ có cái quyển đó thôi chứ không có biết nhiều, còn lại những cái khảo cứu này kia thôi. Rồi đó là Trần Công Tiến, Lê Tô Nghiêm đó, tôi nói là Lê Tô Nghiêm, Thích Quảng Liên, Phạm Công Thiện, đó là cái nhóm cũng là triết. Lê Hoàng Thanh Dân. Lê Hoàng Thanh Dân này là một cái người vẫn còn sống, đang sống ở Hoa Kỳ. Thì ông này là dịch sách khá nhiều.
về lĩnh vực giáo dục và tâm lý, tâm phân học, tâm lý học, giáo dục học. À, những cái quyển của Lê Hoàng Thanh Dân thì bây giờ có PDF trên mạng khá là nhiều về triết lý giáo dục, các vấn đề giáo dục, vân vân. Quý vị cũng có thể tham khảo ông này hay. Rồi mỗi một cái nhà xuất bản như vậy đó thì người ta sẽ có cái thuật ngữ gọi là ban giáo sư. Ví dụ như Trường Thi ấy, hay là Nam Giao hay là này kia kia nọ thì họ có cái ban giáo sư. Thì từng người viết sách rồi đúng không? Rồi bây giờ là tới cái ban giáo sư này viết sách nữa. Muốn nghe về Cụ Cần hả? Thu Giang Nguyễn Diệu Cần. Có hai cái, thật ra là có ba cái tay viết sách mà thời đó gọi là phổ thông, là hàng chợ đó. Thì không như sách sao hết giờ đó. Cái hàng chợ thứ nhất đó là ông Hoàng Xuân Việt. Ông này là xuất bản sách sau năm 75, tái bản rất nhiều sách của ông luôn, Hoàng Xuân Việt. Nhiều lắm, quý vị cứ đánh Hoàng Xuân Việt lên là quý vị thấy sách lừa rồi. Cái gì muốn viết chứ, viết xàm xàm ba lát rồi lừa chứ. Là ngày xưa gọi là lá cải. Rồi lá cải. Đó là một. Rồi là tới cái người thứ hai mà viết sách cái gì cũng viết, mến bóng chân luôn đó. Đó là ông Nguyễn Văn Lê. Là thật ra ngày xưa người ta không có đánh giá cao nha, bây giờ mới đánh giá cao nha. Hồi xưa rồi mấy ông này không có được đánh giá cao. Và cái ông thứ ba là ông khá là ngông. Khá là ngông, viết là rất là thích trích dẫn, xích chữ, mà hay chê bai và chỉ trích. ông Cận. Là bà ông. Là bà ông. Đây là cụ Nguyễn Duy Cân. Rồi tiếp đó là đến cái ông Vĩnh Để. Vĩnh Để thì cái này quý vị biết rồi, này các bạn học chuyên học phổ thông khóa 1, khóa 2, khóa 3 là biết rồi. Rồi Phạm Hữu Bình, Phạm Hữu Bính, Nguyễn Đăng Thục. Cô Nguyễn Đăng Thục rất là nổi tiếng. Đây là một cái tài cực khôi triết học Đông Phương. Đúng vậy, triết lý đối chiếu của cô Nguyễn Đăng Thục rất xịn. Rồi triết học Đông Phương, nguyên một cái lịch sử triết học Đông Phương. Tới hiện đại này chưa có một cái bộ sách nào về lịch sử triết học Đông Phương mà qua được cái bộ sách của ông Nguyễn Đăng Thục. Cái giá trị về lịch sử triết học Đông Phương mà cụ Thục đã đặt ra nền móng đó ha, nó còn giữ nguyên cho tới bây giờ. Mặc dù là tới bây giờ là chúng ta cũng đã có những cái tay viết sách khá là dày, dày chữ như là Doãn Chính. Nhưng mà cái bộ của Doãn Chính, cái bộ mà lịch sử triết học Đông Phương đó mà đã tái bản lần thứ hai là mấy ngàn trang mà rất là dày, ở hình con hạt màu đỏ chịu mấy đó, thì cái nội dung đó cũng chưa chắc phong phú vô bằng cái nội dung của cụ Thục viết trong lịch sử triết học Đông Phương. Thành ra quý vị mà muốn tìm hiểu triết học Đông Phương thì ôm cái bộ đó của cụ Thục đọc đi, hay lắm, cực hay. Rồi đến cái ông mà tôi nói đó cũng là nổi đình đám là Trần Thế Đỉnh, phải không? Rồi Độ Trần Đỗ Dũng, Trịnh Xuân Ngạn. Cái tay Trịnh Xuân Ngạn này đó là ít người biết tới, toàn dịch sách hay không. Quý vị nghe tới Trịnh Xuân Ngạn quý vị thấy nó quen quen không? Trịnh Xuân có nghe quen quen không? Ai mà trong cái thời này mà cũng là Trịnh Xuân mà rất là nổi tiếng thế giới với Việt Nam luôn nè. Đố gì biết Trịnh Xuân. Trời ơi, khổ quá. Đâu có diễn có đậu sách gì chơi. Trịnh Xuân Thanh. Trời ơi trời. Trịnh Xuân Thanh là Nguyễn Quẩn. Trịnh Xuân An. Cái ông này là ông này rất là nổi tiếng luôn. Rất là nổi tiếng về cái lĩnh vực. Tôi nói về lĩnh vực chơi dễ ha. Đó là lĩnh vực. Ồ, thấy Tân đang nhắn này tôi chờ. Ok, chính xác, Trịnh Xuân Thuận. Tôi mới sửa sốt tháng nữa. Rồi đó là một cái người mà ta nói nổi tiếng trong và ngoài nước, nổi tiếng quốc tế, rồi nổi tiếng Việt Nam luôn. Trời ơi, quý vị ơi là quý vị, người Việt Nam mình nổi tiếng thế giới nhiều lắm nha. Nhiều lắm.
người Việt Nam mình giỏi nhiều lắm, tìm hiểu thêm. Thì ông này này, đấy đây đây, thấy quen không, thấy Trịnh Xuân không, về tìm hiểu rồi, về nó đó dính dáng đó. Thì dạ, cái tay Trịnh Xuân Ngạn này đó thì dịch, ông dịch sách và rất là đỉnh, những sách của ông dịch rất là đỉnh. Dạ. Dạ. Dạ, cũng giỏi đúng không? Đi đi tìm hiểu đi, nó mới kêu đi tìm hiểu, không phải hỏi tôi. Để cho một sao. Nó giới thiệu cho quý vị biết qua để mình biết ngày xưa có những cái tầm cỡ nào về học thuật. Dĩ nhiên về phương diện chính trị thì mình không có bàn tới, cái ý thức hệ mỗi người mỗi khác. Nhưng về phương diện học thuật thì mình tiếp thu những cái giá trị hay ho mà đó người ta đã có dịch về, người ta đã có làm, thì mình lụm học cho nó có ích lợi. Đó là từ cái nền tảng của người đi trước đã gây dựng thì những cái thế hệ tiếp nhiệm phía sau đó không quá xa cách thì cũng đã tiếp nối xây dựng nên một cái không gian dạy và học triết học nó vô cùng phong phú ở miền Nam trong cái thời kỳ đó. Nó hơi trễ, còn một cái slide nó giới thiệu sơ sơ cho quý vị một số sách vở về triết học. Cao Văn Luận cũng đã nói rồi ha, Nguyễn Hữu Trọng, Phạm Mạnh Cương, Trần Văn Toàn à. Một trong những cái kẻ bút về triết học Marx nổi tiếng trước 75 đó là ông Trần Văn Toàn, mà sau 75 vẫn có sách của ông xuất bản về triết học Marx. Quý vị nào tìm hiểu về triết học Marx thì dùm ơn và phước đi kiếm sách của ông này viết đọc nha, đọc thêm sách của Trần Văn Toàn viết về triết học Marx. Sau 75 có xuất bản rồi, Trần Bích Lan, rồi Lê Thành Trị, Bùi Hữu Sống, Dương Đình Khuê, dân. Rồi một số sách vở, ba cái quyển nó nằm bên góc cuối cùng, nằm bên dưới đó, ba cái quyển đó là ba quyển của Trịnh Xuân Ngạn dịch rồi, mà gọi là hiếm hầu và hy hữu, bây giờ vẫn còn nữa. Rồi thì giá video thảo luận về lĩnh học á. Đây đây là những cái quyển ha, trong đây thì có những cái quyển mà ví dụ như quyển mà toàn bộ giáo khoa triết tú tài 2AB đó, đó là quyển mà dạy trường Đoàn Hỷ Điểm Cần Thơ. Hồi xưa là trường gì? Nói chưa, trường Đoàn Hỷ Điểm. Cái này là dạy trường Đoàn Hỷ Điểm dành cho trường nữ sinh. À đúng rồi. Trường kia là trường Phan Thanh Giảng. Trường cấp 3. Là trường cấp 3 nam sinh, còn trường cấp 2 cấp 3 nữ sinh là Đoàn Hỷ Điểm. Hồi cái thời kỳ mà còn nam sinh và nữ sinh tách ra, sau này mới bắt đầu mới dẹp cái chuyện mà nam sinh nữ sinh. Đó là về giáo dục ha, nào mà có dịp nói về lịch sử giáo dục mà nói về cái đó. Thời xưa chia ra nó cũng có dụng ý. Nhưng mà sau này nó dẹp rồi. Thì đó, đây là một số sách ha, ví dụ như Lê Tôn Nghiêu viết quyển Socrates cũng khá là hay. Nietzsche, Kierkegaard, vân vân. Rồi triết học Aristotle, Hegel. Nhiều lắm. Đôi quyển giới thiệu cho quý vị biết. Do hơi trễ rồi cho nên quý vị có những cái câu hỏi gì thì quý vị có thể hỏi nhanh ha. Được không? Ổn không? Nắm cơ bản về cái lịch sử triết học thời kỳ đó không? Nhiều ha, khá đa dạng, nhiều lắm. Chứ không phải bây giờ cái giống như bây giờ mình mở ra chứ học Mark Lenin, học Mark Lenin có cuốn một, đi đâu cũng có cuốn một. Mình nói đi đâu cũng có cuốn một là tại vì đó là mình là sinh viên trên trường để mình đi thi này. Chứ thiệt ra mình đi ra nhà sách cho nó lơ. Nghe kể sách chứ học nó lơ quá trời. Thì mình muốn tìm hiểu thêm về triết học thì mình phải mò. Chứ mình không có trông chờ là ở bên trong trường người ta dạy cho mình rồi đầy đủ ha. Không đừng có mơ cái chuyện đó. Mình cần thì mình đi đọc thêm, tìm thêm sách vở xuất bản, bây giờ không có thiếu. Nhà nước người ta cấp phép cho xuất bản thì mình cứ mua mà đọc. Không có thì mình lên đọc ở trên mấy cái file PDF, một số trang người ta có chia sẻ đó.
để mà mình học hỏi thêm, để mình mở mang cái vốn hiểu biết. Ai có điều kiện đọc được cái sách trước 75 thì đọc. Nhiều khi không có điều kiện, cái sách dở này nó cũng khó tìm. Rồi, quý vị có những cái thắc mắc, có những câu hỏi nào thì xin mời. Chắc mình cho 4 phút thôi ha. Hơi trễ. Không, ai hỏi gì hả? Mấy nhân phân rồi. Cái lĩnh vực triết học ha, nói gì đúng không? Ví dụ như nếu là nhiều xét trên 100% ha, thì triết học là nó cỡ 40%. Còn cái lĩnh vực mà nó chiếm mà cỡ 100% luôn đó, lĩnh vực văn học. Giáo trình GB hả? Ai có giáo trình GB không? Mát thì đã đứng rồi, nó chậm. GB là đúng cuốn sách. Ai? GB là cái bộ này. Quý vị học triết học phổ thông thì sẽ học cái bộ của Trần Văn Hiến Minh. Giống như nãy tôi có trình bày thì Trần Văn Hiến Minh viết ở khá là rộng và sâu, cho nên nó có nhiều cái hay ho để mình có thể khai triển được. So với cái tài liệu khóa trước mà các bạn học là của Vĩnh Đệ thì nó phổ thông hơn, tức là học nó dễ hiểu. Cho nên tôi nghĩ rằng là khóa sau này là các bạn đều đã rất là xịn hết rồi, đúng không? Cho nên là tôi lấy cái bộ xịn tôi dạy. Còn trước thì mình bắt đầu đó, cho nên mình lấy cái bộ nhẹ nhàng nhàng, lấy bộ của Vĩnh Đệ. Thì trong cái bộ của Trần Văn Hiến Minh này thì trên mạng đều có, đã có 3 cái file sẵn rồi: tâm lý học, đạo đức học, luận lý học. Và siêu học là chưa có đâu, thì nào có gì học thì tôi gửi thêm cái đó thôi. Còn 2 phút có đồng chí nào hỏi gì xin mời. Cái gì nào muốn tìm hiểu hay là học hỏi về cái nền triết học này ở cái môn phổ thông thì có thể đăng ký. Thời gian tới sẽ có cái lớp vào cái buổi sáng hoặc là chiều thứ bảy, thì mình tìm hiểu về 4 cái môn ở trong cái lĩnh vực triết học đã được dạy ở lớp 12 ngày xưa. Tâm lý học, đạo đức học, luận lý học, siêu học. Thật ra là ổng còn thêm mấy cuốn nữa, triết học Đông Phương nữa, triết học hiện đại nữa, nhưng mà giống kịp. Một tuần có 4 ngày chủ nhật à, 4 buổi học à, cho nên thôi học 4 cuốn được rồi. Học nhiều quá, học xong quanh vòng lại không nhớ học gì. Cái môn này là cái môn mà cố gắng sao để cho mình biết mà nhiều nhất có thể. Làm nền một cách tổng quát. Thành ra là mình cái môn nào mình cũng biết chút hết. Mà cái quan trọng hơn là gì? Mình để mình học, mình có cái sự phê bình, phê phán. Không phải nội dung nào nó cũng đúng đâu. Rồi các bạn nào đã học triết học phổ thông thì các bạn biết rồi đó. Có những cái chỗ nó sai, nó sai nét hết trơn à. Mình phải bổ túc lại, sửa lại, chỉnh lại. Đó, thì mình học tới đâu thì mình chỉnh sửa tới đó. Học tới đâu mình phân tích, mình chỉ ra chỗ này nè, nhận định nó bị sai, không đúng. Sai là do gì? Phân tích ra, chi trường hợp, vậy. Yeah. Thì cái tài liệu này nó hơi sâu hơn tài liệu kia, mà nó sâu mà nó sai là mình phân tích nó mới hay. Rồi, ok, vậy là không có cái câu hỏi gì thêm. Mình tạm thời kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Hẹn gặp quý vị vào Chủ nhật tuần sau với cái tọa đàm gì đấy, không biết. Tới Phật học rồi hả? Tuần sau là về tới Phật học. Phật sao cho đúng. Bye bye quý vị, giữ sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Thank you.